Yêu quái, yêu quái, tôi không có lấy đầu thuyền của cô, xin cô đừng giết tôi. Ơi, Bin, còn đứng nói nhảm làm cái gì nữa hả? Mau xin lỗi cô May, mau lên. Bin đã rất hoảng loạn sau khi gặp lại May. Liệu trung tá Rasut có nghi ngờ về thân phận thực sự của May sau khi có những biểu hiện quá khác thường? Cô May rõ ràng là người mà, sao lại là yêu quái được? Nó nhập vào người cô May. Liệu anh sẽ có cách nào nhằm chứng minh được sự thật này? Yêu quái! Phải có cách nào đó chứng minh chứ. Rốt cuộc là May bị bệnh hay là bị cái gì đây? Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Em có biết em làm vậy khiến anh buồn, anh thất vọng lắm không May? Mời quý khán giả đón xem tập 27 bộ phim Oán Hận Thuyền Cổ, phát sóng lúc 11 giờ 55 ngày 22 tháng 10 trên kênh QRT.